Cháu có đủ tiêu chuẩn để làm con rể của ông ạ? Thưa ấy chị Lị. Thế nhưng mà tiếc quá, cô thì chỉ có mỗi một mình em Thư là con gái thôi, mà nó lại có người yêu mất rồi. Bảo cái gì mà lề mề thế ạ? Nhà bao việc chứ có rảnh đâu. Em Thư trong nhà. Ôi, bây giờ em là gái thành phố rồi, chắc phải xinh tươi lắm nhỉ. Xẻng đâu? Đây. Mà trần đời tao chưa thấy ai như mày cả ấy. Đi tán gái lại mang xẻng. Mẹ rủ tao đi đào mỏ đấy à? Mẹ em Thư đâu? Em Thư từng sau, gặp mẹ em Thư trước đã. Đi. Thư Thư. Nhanh lên. Cô ạ. Ừ. Ôi. Cháu chào cô ạ. Hôm nay em Thư nhà mình về chơi hả cô? Đâu. Cái Thư nó vẫn học ở trên Hà Nội đấy chứ. Đây là bạn của Hùng à? Dạ. Vâng, cháu là Bảo. Cháu không biết em Thư nhà mình ạ. Thế à? Đấy, từ ngày mà cái Thư lên Hà Nội học, khóm hồng của em ấy cũng không ai chăm sóc cả. Thế hôm nay Bảo giúp cô nhá. Giúp thế nào ạ? Cô yên tâm, nhìn bạn cháu trải chuốt thế này thôi, nhưng mà là con nhà nông chính hiệu đấy cô ạ. Thế thì tốt quá. Thế bây giờ hai đứa ở đây chờ cô, để cô vào lấy đồ làm vườn cho nhá. Vâng ạ. Đang mất nét này. À. Tưởng là cô dâu. Ai ngờ trăm cây là sao? Ê, muốn ăn quả thì phải trăm cây chứ đã chứ. Lấy lòng mẹ vợ cửa nó mới sang. Rốt đó. Nghĩ gì? Thông chưa? Ê. Ừ. Đây, đồ làm vườn đây. Cô ạ, cháu nghe Hùng kể là cô đang gặp khó khăn trong việc trồng cây. Thế là hôm nay cháu sang đây để tự nguyện giúp đỡ. Đây, cháu nói với cô nhá. Cái giống bổng ở nhà mình này, chỉ sau đúng vụ hoài thôi là nó sẽ bị... cây hồng. Cái giống hồng này của cô ấy, thì trồng trong chậu lâu ngày, đất nó sẽ bị cằn cô ạ. Ê, ê. À, kể cả trồng ở vườn cũng thế cô ạ. Cháu thấy là hình như là khoảng tầm gần 2 năm là cô chưa thấy đất đúng không ạ? Cũng phải khoảng gần 2 năm rồi thật. Tính ra thì em Thư nhà cô lên Hà Nội học năm nay cũng năm thứ 2 rồi. Thế sao cháu biết? Cháu à, cháu từ bé cháu đã làm bạn với cây cối rồi. Thế là cháu cũng rút được chút ít kinh nghiệm. Thực ra là cháu khiêm tốn thôi. Chứ cháu có thật với cô nhá. Đây, cháu nhìn cái hồng của cô ấy là cháu biết nó đang vui hay đang buồn. Bản chất cái cây hồng này ấy, sau vài vụ ra hoa là đất sẽ bị bạc màu. Cộng với cái việc sử dụng phân bón hóa học dài ngày thì đất sẽ bị tích tụ muối độc. Tốt nhất ý, nên thay đất khoảng 3 đến 6 tháng một lần để tạo điều kiện tốt nhất cho cây, cây có thể đâm hoa, kết trái. Hồng thì làm ra trái mày ơi. Thực ra ấy thì cô cũng chỉ biết ngắm thôi, chứ còn chăm sóc hồng thì khó thật. Cô yên tâm. Hôm nay cháu sẽ cải tạo toàn bộ đất cho các khóm hồng của cô. Cháu đảm bảo với cô nhá, chỉ khoảng vài tháng nữa thôi, em Thư nhà mình đi lấy chồng là cái sân nhà mình rực rỡ luôn. Thế thì tốt quá. Tuyệt vời. Cô, thế cháu có đủ tiêu chuẩn để làm con rể cô không ạ? Thưa ấy chị Lị. Thế nhưng mà tiếc quá, cô thì chỉ có mỗi một mình em Thư là con gái thôi, mà nó lại có người yêu mất rồi. Chúng nó còn hẹn nhau ấy là sau khi tốt nghiệp sẽ về quê cưới đấy. Cô mà có hai đứa con gái nhá, chắc chắn cô sẽ chấm cháu. Dạ. Người đâu mà vừa đẹp trai lại còn chịu khó nữa. Vâng. Thế thôi, hai đứa giúp cô nhá. Cô vào cô pha ấm nước. Vâng. Dạ vâng ạ.